Hello mọi người, thì ngày hôm nay mình đã mua được một em Pop nữa. Và em này là Pop Maximum của Doflamingo. Và hàng Mega House và có cả tem luôn nha, tem tím. Dạ, đây, mọi người có thể nhìn xung quanh. Tại vì bóc này nó hơi to ấy, nên là mình hơi khó quay. Mình phải đặt ra khá xa đấy, mới quay được. Đó, mọi người có thể nhìn xung quanh một vòng. Hôm nay thì mọi người ta in rất là chi tiết và đẹp. Đó, và đây có cả hình lông của hạc này, tượng trưng cho cái áo nông của Doflamingo đã mặc ấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần unbox. Vì bóc khá là to nên là cũng hơi khó khăn trong việc quay. Đây sẽ là nhân vật chính này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy phần bên trong này. Bên trong này đó là biểu tượng của Doflamingo thôi, băng biểu tượng băng của Doflamingo. Đây, đó chính là nhân vật chính của chúng ta. Rồi mình sẽ điều chỉnh lại cam để cho mọi người nhìn rõ hơn nha. Tại vì cái bóc của em này khá to nên là lúc đầu mà muốn quay bóc thì mình cũng phải khá mệt đấy. Đây, chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của chúng ta, Doflamingo. Và có một cái que chồng. Rồi, mình sẽ cho mọi người xem chi tiết em này nhé. Hơi nặng đó. Ui, khá là nặng. Ui, cầm này hơi mỏi tay nha. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy mặt của em này. Rất sắc nét. Ở đây là dạng dùng tơ. Đó, đây áo choàng thì sẽ màu hồng này. Người ta màu hồng và tô cả màu xanh ở bên trong nữa. Ở đây có cả đá ở trên áo choàng này. Đây là dáng bay ấy, nên là cái phần thân trước sẽ bị chúi. Nên là nếu mà không có trống ấy thì để lâu, có thể là vì bản chất là PVC là nhựa dẻo nên là để lâu sẽ bị chúi về đằng trước. Chợ, đây mọi người nhìn thấy mặt này rất nét. Đấy, có cả gân mặt, lưỡi này làm rất chi tiết nhá, răng cũng từng cái răng một luôn, ngón tay cũng thế, ngón tay thì có những móng tay này. Về áo choàng mình sẽ đánh giá tiếp về phần à thôi về phần người trước đi. Đây, chỗ này là phần thân. Phần thân thì được shading màu đen nữa, nên là thân cảm giác là hơi tối nhưng mà trông cũng khá là đẹp. Đây, body tám múi hẳn hoi đâu, 1 2 3 4 5 6 7 8 tám múi. Có cơ bụng này. Về phần quần, quần thì làm rất chi tiết sát phim, có nước sơn cũng rất là đẹp, có cả lông chân nữa này. Đó, và phần đá ở đây thì sẽ là đá đen và có một ít màu vàng nha. Đó, highlight màu vàng. Và đây mọi người nhìn thấy này, phần mình đá đánh giá cao nhất là phần áo choàng. Đó, phần trên thì sẽ là màu hồng. Đó, và được phần gần đầu ấy thì sẽ hơi màu vàng và ở đây sẽ là màu xanh, shading là màu xanh. Ở phần cuối này thì sẽ là màu tím, phối màu rất là nhiều cho cái áo choàng này. Mọi người nhìn thấy nó khá là nặng nha, mình cầm hai tay cũng thấy mỏi. Đây, mình nhìn thấy đây, chỗ phần trong này sẽ là màu xanh, phần ngoài thì sẽ là màu hồng. Đó, mình xem còn phần nào để gọi. Hình như là hết rồi. Tóc khá là đẹp, mình rất ưng cái mặt luôn. Đấy. Và ở đây sẽ có dùng cái trống nhá. Đó, đây dùng cái trống. Ở trên này thì sẽ có một cái phần đây tròn tròn đây này. Đấy, thì mình sẽ để ở đây và mình trống. Rồi. Và ở đây sẽ là có năm sản xuất thôi.
không biết mọi người nhớ không, Mega House 2022 nhé, sản xuất năm ngoái rồi. Giá em này mới ra thì khoảng là 7,5 củ, 7 củ. Và bây giờ giá thì cũng khá là tốt rồi. Anh em muốn sưu tầm thì có thể mua nhé. Đó, rồi. Đây, đây là khi mà chúng ta cắm trống vào thì em nó sẽ đứng như thế này. Đấy, khá là ổn áp. Và cái dòng Pop này là Pop Maximum. Thì trong tất cả các dòng Pop thì dòng Maximum là thằng dòng mà hoàn thiện nhất, cũng như là độ chi tiết cao và dáng là dáng chiến đấu. Thường sẽ là chỉ có một bộ phận thôi. Nhưng mà em khác thì sẽ có nhiều bộ phận lắp ghép vào để ra được một em như này. Nhưng mà dòng Maximum thì sẽ chỉ có một, gọi là một, nó gắn liền luôn, tháo ra là mọi người chơi luôn, chứ không cần phải nó lắp ghép. Và năm sau thì sẽ ra em Pop gần mới công bố gần đây nhất thì đó là em Uta, cũng là Pop Maximum. Mình cũng khá hóng bản lên màu của em đấy. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.